Vâng, kính thưa quý vị khán thính giả trên kênh Thám Tử Ẩn Danh 2, rất là vinh hạnh, rất là may mắn và cũng rất là mừng là sau nhiều lần liên hệ và hôm nay tôi và anh giảng viên Đại học Đồng Nai đã kết nối được với nhau và đã đến chia sẻ cùng quý vị khán thính giả. Và như vậy hôm nay chúng tôi sẽ lên diễn đàn chia sẻ cuộc sống dung dị, cuộc sống đời thường và cũng là vấn đề liên quan đến vụ án Bưu Cục Cầu Voi mà lâu nay cộng đồng mạng rất là quan tâm và cũng rất là chú ý bởi một cái thông tin rất đơn giản, không ai khác do chính anh đã là người khởi xướng. Đó là anh Hoàng Anh Khiêm, là giảng viên Đại học Đồng Nai, đưa ra một cái chủ đề nó đơn giản thôi, rất đời thường mà nằm trong tầm tay của gia đình nhà bà Loan. Đó là tại sao lại không làm đơn đòi người khi anh Hồ Duy Hải của chúng ta không phải là thủ phạm mà cái thủ phạm chính đã được xác định. Nhưng tại sao gia đình nhà bà Loan vẫn không nghe, vẫn không làm mà vẫn là đi theo một cái việc là hơn 10 năm qua chỉ là đi làm một cái việc, đó là đi kêu oan. Và như vậy tôi và anh Hoàng Anh Khiêm sẽ chia sẻ cùng quý vị khán thính giả được rõ hơn. Chính vì lẽ đó thì hôm nay xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe buổi chia sẻ đàm đạo của chúng tôi. Vâng, trước hết xin mời anh Hoàng Anh Khiêm chia sẻ một chút về cái quá trình anh đã nghiên cứu, anh đã viết bài, nhất là cái bài vừa rồi anh gửi lên cộng đồng mạng và mọi người, các kênh cũng đã chia sẻ và anh cảm nhận là cái sự phản hồi của cộng đồng quý vị khán thính giả là ủng hộ cái quan điểm của anh có nhiều không ạ? Vâng, xin mời anh chia sẻ. Từ nhiều năm trước thì là tôi đã thấy là cái vụ án Bưu Cục Cầu Voi này nó là cái cầu voi pháp lý rồi, mà cái ngoài nổ nó cũng rất là khó gỡ, bởi vì là nó là kết hợp cái công nghệ của có khi của Mỹ rồi của Tàu rồi của ấy, cho nó hỗn độn rồi nó sáng tạo các thứ rồi. Rất là khó gỡ. Đấy. Thế bây giờ ta đi ngay vào vấn đề, tức là tại sao mà cả nước cả thế giới biết Hồ Duy Hải là oan hoàn toàn rồi, ngoại phạm hoàn toàn rồi mà không ai có động thái gì. Các cơ quan công quyền, các cơ quan tư pháp là nhắm mắt làm ngơ. Mà tôi nói thật là trong cái mùa Covid này thì là Hải là không được gặp mẹ là 4 tháng rồi. Tôi không biết sức khỏe của Hải như thế nào. Nói chung là vẫn bị cồm, nhưng mà không thể chết, nhưng mà vẫn thở, nhưng mà không biết là ra tù rồi là sức khỏe thế nào, tâm trí thế nào, chưa biết được. Thế thì cái quan trọng bây giờ là ta phải hiểu cái nút thắt, đấy, nút thắt của vấn đề. Bởi vì đây là cái quả bom pháp lý mà nó có tầm cỡ quốc gia, cho nên là ta không có đề cập đến nhiều về cái cắt gỡ rồi các đánh án. Cái chuyện đó là của Quốc hội, của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, rồi của Chủ tịch nước. Những động thái đó thì các ông còn đang là do dự hoặc chưa là có một cái động thái nào cả. Thế thì Hải oan thì bây giờ ta phải là đòi người thôi. Bằng chứng có đủ rồi, chứng cứ có đủ rồi, chứng cứ pháp lý đấy thì là có cái chứng cứ của anh Đung Đinh Vũ Thường đấy, nhân chứng số 1 đấy, mà trong cái phiên sơ thẩm đấy của anh ta là Vũ Đình Thường mà lại không mời, không có mặt. Nhân chứng này là chúng ta biết rồi, bảo không nói lại nữa. Nó chỉ đơn giản tức là anh ta là đến gọi điện thoại thôi, mà có nhìn thấy một thanh niên, nhưng mà điều tra viên là đã ghi biên bản vào rồi ký thêm vào là Đinh Vũ Thường là nhìn thấy cái thanh niên là tóc hai mái, rồi là Hồ Duy Hải ngồi thủ lô ở đó bên cạnh cô Hồng. Thế rồi là
còn điền thêm 4 cái biển số xe mà nữa, trong đó là mô tả cái xe của bà rưỡi của ông Dương ấy, thế vân vân. Nói chung là cái nhân tố định cái nhân chứng định vô thường này đấy là nhân chứng số 1 đấy, cho nên là nó là cái bằng chứng ngoại phạm đấy, mang tính pháp lý thôi. Nhưng mà cái bằng chứng quan trọng nhất đấy ngay trong nguyên sơ thẩm này đấy, là cái việc ông Bảy Thanh, ông già lúc bây giờ là gần 60 tuổi rồi, không biết là 60 hơn 60, khi mà ông ta là nghe cái cáo trạng của bà Nhanh đấy, thì ông ta đứng phát ra là ông ta nói là cái thằng Hồ Duy Hải hôm đó là nó ở đám tang với tôi, làm sao mà nó giết hai con Hồng vân vân được. Thế là lập tức là tránh tòa là yêu cầu công an là xốc nách lôi cổ ra ngoài. Thế tôi nghĩ là cái chuyện này là rất nhiều người giữ phiên tòa biết, thậm chí bên ngoài phiên tòa cũng nghe được, rồi gia đình bà Loan, dì Lan, dì Rưỡi, cháu Thủy cũng nghe rõ, nhưng mà sao lại không khai thác cái bằng chứng này, bằng chứng ngoại phạm này. Tôi vừa rồi có làm cái clip câu chuyện ông Bảy Thanh, cháu Diễm TTC nó là cái giọng miền Tây nó rất là ngộ nhưng mà rất thật, khôi hài lắm. Thế thì sự im lặng nó kéo dài đến tận là 13 năm 7 tháng, 13 năm đúng rồi, là lác đác đã có cái dân ở ấp 1 xã Nhị Thành, chứ không phải là dân ấp 5 thì nó đồn thổi nhiều chuyện lâu rồi, nhưng mà mọi người đến là người ta im bặt không có nói năng gì cả. Thế là đầu tiên là 7 cái nhân chứng ở cái ấp 1 sân Nhị Thành đấy, là nhớ như in cái ngày 13 tháng 1 là trong cái đám tang ông Tư Lan đấy, tức là Hồ Chi đấy, thì Hồ Duy Hải là sau khi ở Sài Gòn về thì tắm xong nên là đến cùng với bạn bè của mình đấy, trong đó có bé Tư, anh bé Tư cũng hơn Hồ Duy Hải một vài tuổi rồi đó. Bây giờ là đến viếng đám tang, bây giờ là phục vụ bưng trà bưng nước, không có lai rai, rất nhiều người. Trong cái buổi tối đó thì Hải đã gặp rất nhiều những ông chú, ông bác, ông cậu đều khoanh tay chào, mọi người đều biết cả. Thế còn cái chuyện nhân chứng, 7 nhân chứng này đấy thì là thám tử Cao đấy, đã là hình như là đã giao cho luật sư Trần Hồng Phong, luật sư Trần Hồng Phong đấy kết hợp với lại nhiều luật sư khác nữa làm cái đơn kiến nghị kêu oan gửi cho Quốc hội hay là gì đó, rồi hình như là gửi cho Viện Kiểm sát, gửi cho cả Bộ Công an luôn. Thế là 11 cái nhân chứng này là bị lộ danh tính, mà theo luật của các nước tư bản phương Tây đấy, luật các nước tiên tiến đấy, những nhân chứng này phải được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt trong một cái chương trình gọi là chương trình bảo vệ nhân chứng. Anh ta chàng cựu chiến binh ở Bạc Liêu, Phan Thành Quyến, cũng gửi lên cho Bộ Công an. Thế tôi nghĩ rằng là đây là những quả trứng mà có thể nói rằng là rất là quý báu, những bằng chứng hết sức là quý báu, nhưng mà đã giao cho những người không đáng tin tưởng mà lại tiết lộ danh tính rồi cho những cơ quan mà đang có vấn đề trong việc điều tra xét hỏi rồi là tố cáo rồi là xét xử. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái hụt hẫng mất mát
rất lớn trong cái vấn đề là bằng chứng kêu oan cho bà Nguyễn Thị Loan đấy, đối với lại cái đòi công lý cho con mình. Cho nên từ đó tôi mới bắt đầu suy nghĩ về vấn đề bây giờ cái nút thắt ở đâu. Nút thắt bây giờ là bà Nguyễn Thị Loan đấy là phải làm cái đơn kiện tố cáo ba cơ quan tư pháp Long An là vu khống, truy tố, bắt người trái pháp luật, rồi từ đó xét xử vi phạm các nguyên tắc, vi phạm cái trình tự tố tụng hình sự một công dân vô tội là cháu Hồ Duy Hải. Các nhân chứng bằng chứng này đấy là phải được hợp pháp hóa, có nghĩa là những cái văn bản chữ ký rồi là ghi âm ghi hình các thứ là phải được công chứng, đóng dấu đỏ công chứng vào, có cái dấu quốc huy đấy, nên là không có cháy đâu được. Thế nhưng mà để mà bào chữa cho Di Hải trước phiên tòa có thể xảy ra, có thể diễn ra khi mà các cơ quan chức năng đấy như là viện kiểm sát mà khởi tố cái vụ gọi là vu khống, truy tố, bắt người trái pháp luật này, thì có một luật sư nắm vững cái bằng chứng này rồi. Luật sư đây phải luật sư chính thức chứ không phải là hỗ trợ pháp lý rồi là đưa thư rồi là cung cấp tình tiết mới vân vân. Anh Trần Hồng Phong là bao nhiêu năm nay là anh chỉ làm cái chuyện nhiệm vụ đó thôi, rồi anh dẫn dắt kêu an lòng vòng bao nhiêu năm ra Hà Nội lên Sài Gòn rồi năm ba năm vật bao nhiêu ngày, mọi người rất là cảm động nhưng mà không hiệu quả. Thế đơn giản là làm cái đơn đó thôi thì Quốc hội, viện kiểm sát nhất định sẽ phải là thụ lý hoặc là phản hồi, hồi đáp, giải quyết hay không giải quyết ở trong vòng một tháng đến một tháng rưỡi, 45 ngày là phải trả lời. Tôi nghĩ là đấy là đúng luật, một luật đơn giản nhất. Nhưng mà tại sao đấy là gia đình bà Loan đấy là không nhận ra cái điều này? Bà Len là biết rõ cháu mình ở đám tang Tư Loan, ông Tư Lan, ông Hồ Chí đấy. Con hỏi khi mà Hải về đã hỏi là thế con đã phung biếng chưa, thì Hải trả lời là phung biếng rồi, chắc là có vài trăm phung biếng rồi. Thế giờ là bà Len này cũng không bám sát ngay vào cái bằng chứng ngoại phạm, không hiểu tại sao, rất là khó hiểu. Giờ bao nhiêu người đã thấy là cái ông Bảy Thanh đấy là bị công an sông nách lôi ra, rồi cả gia đình cũng biết cái chuyện đó, mà tại sao bao nhiêu năm nay không khai thác cái nhân chứng quý báu này? Mà nếu là khai thác ngay thì cái phiên sơ thẩm coi như là bị hủy cái bản án. Còn là những cái chuyện mà cái cơ hội, cái thời cơ là bị bỏ lỡ. Thế cho nên bây giờ cái quan trọng nhất đấy là gia đình Bảo Loan là phải nhận thức được kêu oan là giải cứu cho con mình đấy bằng cái việc tố giác cái cơ quan công quyền, cơ quan tư pháp Long An này là vu khống, truy tố, bắt người trái pháp luật, thế thôi. Và phải có một luật sư cứng cựa về hình sự chứ không phải luật sư dân sự. Luật sư án dân sự thì là giọng thì là hiền lành, quan tòa quát một cái rồi đá ra ra quần làm sao rồi. nghe anh nói chuyện chỗ này rất là thú vị và đồng thời là thấy nó thấm thía. Và không biết là đang trong lúc giao lưu thì có một cái quý vị khán thính giả người ta hỏi thế này, không biết anh có thể giải thích được đó là gì. Ở cái phiên tòa giám đốc thẩm xảy ra mà ở cái quyết định 05 người ta y án tử hình Hồ Duy Hải ấy,
thì đến giờ này sau một năm vẫn không thể thi hành án được, thì có cái câu hỏi cho rằng đó có phải là do thất bại của ông chánh án, do chủ tọa phiên tòa ấy, hay là một cái sự không nghiêm minh của hiến pháp và pháp luật đã bị lung lay và chao đảo, thì anh có thể là cho ý kiến về cái câu hỏi này được không ạ? Ồ, nó là tất cả đấy. À dạ vâng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu thế này, tức là tại sao đến tận 2020, tháng 5 năm 2020 thì chánh án Nguyễn Hòa Bình mới mở cái phiên tòa giám đốc thẩm này. Thì trước đó đã có cái kiến nghị, đã có cái chỉ đạo đấy của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hình như là từ năm mà ông còn làm Phó Thủ tướng đấy, là yêu cầu là Viện Kiểm sát thế rồi là các cấp tòa là phải xem xét lại cái vụ án sơ thẩm và phúc thẩm đối với bị án Hồ Duy Hải. Cái sau này thì lại còn những cái kháng thư của Liên Hợp Quốc, cái tổ chức nhân quyền quốc tế đấy, mà hình như tôi biết đến bây giờ là ba lần gửi kháng thư rồi. Thì với danh dự quốc gia thì là hay là cái bắt buộc đây là anh phải trả lời trước quốc tế về cái phiên tòa là oan sai này, về cái án oan sai này. Thế từ đó là ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới chỉ đạo cho ông Lê Minh Trí, viện trưởng Ủy ban Nhân dân tối cao đấy, là làm cái kháng nghị gồm 17 điều vi phạm cái bộ luật tố tụng hình sự. Chúng ta biết rằng là trong một vụ án dân sự hay là hình sự đấy, mà chỉ có 1% những cái sai sót trong cái tố tụng, trong cái điều tra, trong cái xét xử mà vi phạm hiến pháp, vi phạm pháp luật đấy, là phiên tòa đó là phải bị hủy, bản án nó phải bị hủy. Thế thì trước cái tình thế mà không thể trì hoãn được, thì Nguyễn Hòa Bình là buộc phải mở phiên tòa. Mà mở phiên tòa này thì Nguyễn Hòa Bình đã chủ trương là bác cái kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, tức là bác 17 điểm sai phạm mà ông Chí đã nêu ra. Thì đã bác rồi thì còn mở phiên tòa làm cái gì? Bởi vì ông Chí ông yêu cầu là Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao yêu cầu là chánh án Nguyễn Hòa Bình, cụ thể là chánh án Nguyễn Hòa Bình đấy, chánh án tòa án nhân dân tối cao đấy, là phải xem xét lại hai cái phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm và tuyên hủy cái bản án, hai bản án này. Thế mà nếu làm đúng theo pháp luật hiến pháp như vậy thì Hồ Duy Hải đương nhiên là đã tự do lâu rồi, tự do ngay sau cái phiên tòa đó. Nhưng là đây là Nguyễn Hòa Bình đấy lại triệu tập huy động toàn bộ cái thẩm phán của cái tòa tối cao này tham gia cái phiên giám đốc thẩm này. Đây là cái việc làm mà nó có thể nói là được phép, thế nhưng mà nó vi hiến. Nó vi hiến ở chỗ tức là anh đem ra dao mổ trâu, ra là mổ chim sẻ. Cái vụ án Quảng Con như vậy làm gì mà phải đến 17 thẩm phán? Thế thì tôi không hiểu tại sao mà diễn ra tới 3 ngày có cái gì mà bàn đâu. Hồ sơ hoàn toàn là ngụy tạo hết rồi, bây giờ bằng chứng đã, chứng cứ đã có đầy đủ hết rồi, là cái tập đoàn tội ác của Long An ấy, ba cơ quan tư pháp Long An ấy, đã vi phạm nghiêm trọng với bộ luật tố tụng hình sự, đã vu khống xét xử bắt người trái pháp luật, một phiên tòa 4-0
không nhân chứng, không vật chứng, không tang vật, không cái gì hết, mà để kết tội oan cho một con người, và chắc chắn là bỏ lọt tội phạm, bao che cho hung thủ. Cái chuyện đó ai cũng biết, cả nước biết, cả quốc tế cũng biết. Nhưng mà nói thì là cái chuyện mà phải bàn thảo bây giờ. Thế thì cái phán quyết đầu tiên ấy, bốn phán quyết, nhưng mà tôi nhấn mạnh hai phán quyết rồi. Phán quyết thứ nhất là bác hoàn toàn cái kháng nghị của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao ông Lê Minh Trí đó. Cái bác thứ hai, cái vấn đề thứ hai đấy là ra phán quyết một phiên tòa là hình sự thông thường đối với bị án Hồ Duy Hải. Rõ ràng là Nguyễn Hòa Bình và 17 thẩm phán này đấy là không có quyền mở một phiên tòa sơ thẩm trái luật như vậy. Trái luật vì sao? Bởi vì không có bị án, không có bị can, xét xử cái gì? Nhân chứng không, tang vật, chứng cứ, rồi là cái hung khí gây án không hề có, hồ sơ là hình như là cũng không đưa ra nữa, rồi là không có nhân chứng, không có luật sư. Luật sư Trần Hồng Phong chỉ là hỗ trợ pháp lý và là người đưa thư. Chính Trần Hồng Phong đã đưa cái đơn giám đốc thẩm đấy. Rồi là người là được phép cung cấp tình tiết mới. Đấy, chúng ta biết rồi. Tôi không đăng cái video mà anh ấy đứng trước tòa anh ấy, lễ phép anh trình bày hai ba cái chứng cứ ngoại phạm, rồi bà rưỡi đây, rồi là rồi cái 30 cái bản ảnh hiện trường ở trên lầu 1, không biết anh ra lên anh ra trốn lúc nào. Nhưng mà Nguyễn Hòa Bình đã dễ làm bác bỏ thôi. Bây giờ đuổi ra xong là liên đoàn luật sư ở Sài Gòn hay là liên đoàn luật sư Việt Nam ấy mới kiến nghị, thì lại được mời ra chứ không chả có nói được cái gì, không giải quyết được cái gì. Và cuối cùng vẫn y án là Hồ Duy Hải chịu bản án tử hình. Thế thì có hai cái sai rất trầm trọng như vậy. Thì tôi nghĩ rằng là với một quốc gia có một cái nền hiến pháp, có một nền tư pháp vững mạnh, trong sạch, thì chủ tịch nước và quốc hội ấy, với cái quyền giám sát tối cao ấy, là có thể hủy ngay cái quyết định không làm. Nhưng mà cái động thái đó không xảy ra. Còn sau đó chúng ta biết rồi là Nguyễn Hòa Bình lại được bầu vào Bộ Chính trị. Bây giờ là quốc hội lại bầu 100% phiếu vào đại biểu quốc hội. Rồi chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì lại cũng là đề cử ngay vào một cái chức danh duy nhất là tranh án toàn dân tối cao. Có người phỏng đoán là đây là chắc là chiến thuật của bác Trọng đưa lên để mà hay là bắt ngồi đó để mà dọn cái đống sai lầm quái mở của cái phiên tòa, ba phiên tòa. Vì không ai khác là Nguyễn Hòa Bình là phải chịu trách nhiệm trước cái phán quyết của ba cấp tòa, mà chịu trách nhiệm cao nhất. Thế thì ba phiên tòa rồi, ba án tử hình rồi, nhưng vẫn chưa thi hành được. Bây giờ thử đố anh nào là dám thi hành đấy. Đinh Văn Sang thì cảnh sát được Long An đó, từng đứng phiên họp là nói là yêu cầu là quốc hội hay là
tòa án này là thi hành án là phải giết quách Hồ Duy Hải đi, chứ để là nó rất khó cho trật tự trị an xã hội. Vâng, và có đang đang lúc giao lưu chỗ này rất là hay thì có một cái vị khán thính giả lại tiếp tục hỏi hai anh em, đó là câu hỏi đặt ra thế này: nếu như mai mốt đây Hồ Duy Hải trắng án được trở về thì có nên quay lại nhắc về một cái lần đó là quyết tâm bằng được vào năm 2011, vào tháng 5 năm 2011, đầu tiên là ông Trương Hòa Bình lúc bấy giờ đang là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ra hai cái quyết định đầu tiên là không kháng nghị quyết định giám đốc thẩm, thứ hai là gửi tờ trình đến chủ tịch nước yêu cầu nếu Hồ Duy Hải có đơn xin ân xá thì đề nghị bác vào tháng 5. Vâng, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đến tháng 7 cùng năm ấy, ông Nguyễn Hòa Bình đương kim là viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng làm một cái động tác tương tự là không kháng nghị bản án giám đốc thẩm, và cũng tiếp tục có một cái tờ trình là gửi chủ tịch nước yêu cầu nếu Hồ Duy Hải có đơn xin ân xá cũng cần phải bác. Vâng, cùng năm đó hai cơ quan tố tụng cao nhất đều làm hai cái thủ tục là bác là không kháng nghị và gửi đơn chủ tịch nước để khẳng định rằng cái bản án sơ thẩm là đúng người đúng tội, khẳng định cái bản án phúc thẩm cũng là đúng người đúng tội. Vâng, nếu bây giờ Hải sẽ ra tù trong nay mai thì có phải truy cứu trách nhiệm hình sự hai cơ quan này lúc bây giờ đã bỏ qua tất cả, đạp trên dư luận, đạp trên hiến pháp để cố tình giết bằng được Hồ Giải, thì anh với góc độ của một người làm nghề, với góc độ của một người nghiên cứu khoa học thì anh đánh giá thế nào về hai cái quyết định này khi cái thời điểm rất là nhạy cảm đó? Vâng, mời anh ạ. Tôi không nói là hai quyết định này mà tôi nói chung cả cái hệ thống chính trị của mình này là rất khó hiểu trong cái động thái của các cái nguyên thủ quốc gia hay là của Quốc hội hay là của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch nước. Đáng nhẽ là phải có những động thái là đúng cái chức chức trách của mình và quyết định ngay. Nhưng mà lãnh đạo của mình thì lại là cứ làm ngơ hoặc là giải vờ như không biết. Bây giờ mặc cho hay là dung túng cho cái ba cơ quan tư pháp là nó làm loạn hết cả lên. Theo tôi là cái vụ án này đấy, từ 2008, tức là từ cái thời ông Trần Quốc Vượng còn làm viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao đấy, ở đồng chí Nguyễn Phú Trọng lúc bây giờ là hình như là chủ tịch Quốc hội, sau đó được bầu vào là tổng bí thư, rồi là Trần Đại Quang là chủ tịch nước, trước đó là bộ trưởng Bộ Công an là ông Lê Hồng Anh, rồi bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, rồi chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tôi nghĩ là các bố biết hết rồi, các cụ biết hết rồi, mà biết mà lại không có một cái chỉ đạo hay là một cái động thái nào đấy cụ thể, thế là khiến chúng ta cứ phỏng đoán. Ví dụ như Đương Nguyên Hòa Bình mà vì cái chánh án ủy viên Bộ Chính trị mà lại ngồi cái chánh án tòa án tối cao là chuyện chưa từng xảy ra, thế nhưng mà lại cho rằng là cụ đưa vào đó để mà chỉ tội. Tất nhiên là chánh án Hòa Bình thì không thể tham dự bất cứ một cái dịp tố tụng nào, cơ hội tố tụng nào lại trong vụ án Hồ Duy Hải, ông ta chỉ ngồi đó mà xem thôi. Và tất nhiên thì một thẩm án bình thường thôi cũng đã xử được là Hồ Duy Hải trắng án. Thế thì nói sâu xa hơn một chút thì chúng ta phải nhớ là nguồn gốc của cái vụ án Bukovoi này, nó vì sao nó lại xảy ra vào 2008. Ta đừng nói cái chuyện là Hồ Duy Hải riêng nữa, mà ta nói cái vụ án lớn này này. Thì trước đó là cái vụ Năm Cam, trước đó nữa thì có vụ Lữ Anh Rồi ở Cà Mau, toàn là công an hết, mà đều có cái dấu hiệu tức là các cơ quan công quyền hay là cơ quan tư pháp đấy liên hệ với xã hội đen này, liên hệ với lại
Hồi đó chúng ta gọi là vượt biên đấy, rồi là cái dân cờ bạc. Gần đây là cái vụ mà Nguyễn Thanh Hóa rồi là ông Phan Văn Vĩnh đấy, toàn tướng công an không, trong vụ án đánh bạc công nghệ cao, một cái khủng khiếp là cái lợi nhuận của cái những cái phi vụ được gọi là KT3 này đấy. KT3 à, kế hoạch 3 và nó có từ lâu rồi. Thế và các quan được chia chắc nhiều rồi, phải nói thẳng như thế. Thế mà nó chia chắc cho những cái gì mà thượng đỉnh rồi thì làm sao mà xét xử được. Thế nhưng mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng đấy đã rất là sáng suốt. Trước đó là xử cái vụ năm cam đây, là xử cái vụ đánh bạc công nghệ cao đấy, rồi ngay cả cái vụ mà bắt cái thằng Dũng trong cái vụ Vinasin ấy. Vâng. Rồi cái vụ mà ông trung tướng tự nhiên quên tên, nhận hối lộ 500.000 đô, nó liên quan đến ông Trần Đại Quang đó. Thế thì tất cả là cũng là xử xong cũng chỉ trong im lặng thôi. Thế nhưng mà cái vụ của cò voi này thì tôi nghĩ rằng là cái tầm vóc nó khác, bởi vì cái địa thế của Long An này đấy, nó là cái tam giác giữa thành phố Hồ Chí Minh với lại Long An với lại Campuchia. Cái đường dây tội phạm này đấy, tôi gọi là nó tạm gọi là nó xuyên Đông Dương, nó là cũng có cả đủ hết casino rồi trường gà rồi đánh bạc công nghệ cao với lợi nhuận khủng khiếp, và nó đẻ ra cái tập đoàn gia đình chị ở Long An đấy, tức là gia đình của phó chánh án Lê Quang Hùng với ông em đó là lừng danh sâu ở đen là ông Lê Quang Tráng. Bây giờ lại với lại bà con thân thuộc dâu rẻ gì đó với lại bà Trần Thị Nhanh. Cái bất ngờ nữa là gần đây chúng ta thấy tiết lộ ra là Lê Thành Trung điều tra viên, Lê Ái Dân kiểm sát viên đều là có quan hệ họ hàng bà con, nó tạo nên một cái tập đoàn gia đình chị Dũng Đoàn ở Long An, lúc bàn đến cả bộ máy công chính của Long An, cả bí thư tỉnh ủy, chủ tịch, rồi là các cái ban ngành đoàn thể là tê liệt hết, mà đặc biệt là cái ấp một Nhị Thành, ấp năm Nhị Thành là các nhân chứng là sợ bằng chết, và chúng ta biết rồi, hơn 10 xác chết, hơn 10 công tố viên công an rồi là nhà báo nhân chứng là ra đi với cái phong cách đột tử, rồi là chết không lý do ám muội, ai mà không tiếc. Tôi thấy ông luật sư Phong với lại nhà báo Nguyễn Đức mà xông xáo ngang nhiên như vậy là cái chuyện không thể xảy ra. Hồi luật sư Đạt mà cãi trong phiên sơ thẩm này rồi lên phúc thẩm này, thì ông này đã gặp rất nhiều, luật sư này gặp rất nhiều cái sự đe dọa uy hiếp, thậm chí mua chuộc ông bệnh tim đấy, nhưng mà đưa vào bệnh viện điều trị thì bác sĩ là kê đơn toàn thuốc là phụ khoa với lại ung thư buồng trứng, ung thư tử cung. Sau này ông sang Mỹ ông mới xác định được. Cho nên là tôi vô cùng thán phục một nhà báo duy nhất chứng chứ hữu danh thì là bị tóm rồi, chắc là bị tóm với cái vụ mà mấy cái bót bản miền Tây đấy, rồi cái vụ Đồng Tâm đấy, hay là những cái lý do nào khác, nhưng mà chắc chắn là không có liên quan đến
cái hồ sơ chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Ai mà không sợ. Vâng. Và anh em đang nói chuyện thì lại có một cái câu hỏi thế này liên quan đến cái chỗ nhà báo Nguyễn Đức và ông luật sư Trần Hồng Phong. Thì có một cái câu hỏi tế nhị mà tuần vừa qua các cái trang mạng xã hội cũng như là các kênh YouTube đang rầm rộ nói rằng là anh Trần Hồng Phong là thế nọ thế kia. Thì cái câu hỏi đặt ra là thế này: anh Trần Hồng Phong theo gia đình bà Loan suốt 10 năm vừa qua được cho là sát cánh ở bất kỳ cơ hội nào cho các cái vấn đề là bước đi của gia đình nhà bà Loan, và sát cánh đến cái nỗi là có rất nhiều luật sư rất là muốn tự nguyện vào ký hợp đồng để giúp đỡ nhà bà Loan, giúp đỡ hỗ trợ cho luật sư Trần Hồng Phong, nhưng đều được câu trả lời là không còn cơ hội vì anh Trần Hồng Phong nói rằng tôi làm được và tôi làm tất cả và đã kêu oan thành công. Vâng, nhưng đến 10 năm trời theo sát 24 trên 24 như vậy, nhưng 2 tiếng đồng hồ ở phiên giám đốc thẩm thì anh ta thoát ra một cách rất là ngoạn mục. Đó là gì? Không còn vai trò là luật sư bào chữa, không còn vai trò là luật sư hỗ trợ tư pháp, và chỉ còn là cái người chim bồ câu đưa thư. Và như vậy chắc chắn cái án tử hình anh ta đã biết trước, và rõ ràng anh ta vẫn là cái người ân nhân đối với gia đình nhà bà Loan, là ở cái phiên giám đốc thẩm tôi không được dự và cái án tử hình tôi có biết đâu. Và như vậy anh ta phủi tay. Nếu như lúc này anh Hồ Duy Hải của chúng ta đã được thi hành án thì cái gì đã đến ạ? Vâng, câu hỏi này có thể anh lý giải cùng với quý vị khán giả về anh cái đây ta chỉ nói là cái hành vi của anh nhân Trần Hồng Phong ạ. Vâng, tại sao anh ta lại thoát nạn ngoan mục ở trong một cái 2 tiếng đồng hồ, mặc dù 10 năm về trước anh ta xeo thoát 24 24. Vâng, anh có thể chia sẻ đấy. Vâng, tôi thì là tôi nhớ là mấy năm trước khi mà dục dịch cái vụ án vụ của Cổ Voi đấy được xem xét kháng nghị lại, thế là tôi có ngồi đánh bóng bàn với lại nhà thơ Thái Thăng Long với luật sư Nguyễn Minh Tâm. Luật sư Nguyễn Minh Tâm là lúc bây giờ là phó chủ tịch luôn là luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đấy. À vâng. Thế thì Tâm có nói ra một câu, tức là Trần Hồng Phong mà cãi thì tốt rồi. Cãi thì tốt rồi. Vâng, nói vậy có lẽ là cả anh cho mình cũng cười đúng không? Rất tốt đúng không? Vâng, cảm ơn cái câu trả lời của anh. Vâng, anh chưa hết, chưa hết. Vâng. Thế còn sau này thì là Trần Hồng Phong là cũng xông xáo lắm, cũng chạy xe đến tận bưu cuộc Cổ Voi đấy, rồi là cũng leo lên lầu 1 chụp ảnh với 30 bản ảnh hiện trường cái lầu 1 đấy, chưa ai biết khám phá cả, nhưng mà ông được phép lên là chụp. Thế rồi là ông ấy quản lý tất cả những cái bằng chứng ngoại phạm, thì ông ta biết rất rõ cái lá đơn, cái bản khai ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Hồ Duy Hải, là khai là mình có mặt ở đám tang ông Hồ Chí, ông Tư Lan. Thế nhưng sau đó thì là cái văn bản này bị hiểm đi, không thể đưa ra ở đâu cả. Rất nhiều bằng chứng sau này chúng ta biết rồi là Trần Hồng Phong là cũng gom từ thám tử cao. Là tôi nói rằng là thằng bé này nó quá tin người. Tôi có chụp một cái ảnh cho nên những ngày xưa tôi nói thế. Cái anh Trần Hồng Phong này là sau này là thêm cặp bài trùng là nhà báo Nguyễn Đức nữa. Nguyễn Đức là báo pháp luật. Thế hai anh này là cũng là kết bạn với tôi rất lâu rồi. À vâng. Thế nhưng mà gần đây là hầu như là không liên lạc nữa, không đóng Facebook nhưng mà vẫn cứ là im lặng như vậy thôi. Thế tôi thì cũng không quan tâm gì nhiều đến cái vị luật sư này. Nhưng mà khi mà bà Loan cần có một luật sư đấy, với những bằng chứng thép này, là phải có một luật sư chính cỡ, chứ không phải luật sư dân sự như vậy. Thế còn cái chuyện nhà báo Nguyễn Đức hay là luật sư Trần Phong là có làm cái đơn kiến nghị lên Quốc hội, lên Bộ Công an, lên Viện Kiểm sát, vân vân. Thì tôi nghĩ là
động thái thì đúng, nhưng mà việc làm là đúng chưa? Tôi thấy cái đơn rất là có nhiều cái lỗi về văn phạm, rất nhiều cái lỗi về cái số lượng nhân chứng, chữ ký luật sư, mà lại còn đăng cả những cái logo mặt khóc nữa, trông nó nham nhở quá. Mà tất nhiên là nó không thể nào gọi là hợp pháp được, và dễ dàng là bị bác bỏ, cho vào sọt rác. Thế tôi nghĩ là cái việc làm của Trần Hồng Phong là đem lại danh tiếng rất nhiều, từ ngưỡng mộ cũng như là ca ngợi, bản thân tôi cũng rất là ca ngợi. Mới đến khi mà cái vụ mà kiện đơn kiến nghị gửi Quốc hội đấy, cái đơn như vậy thì tôi thấy là nó nham nhở cả. Anh Nguyễn đơn là cũng mấy tháng qua là cũng ra Quốc hội phỏng vấn hết ông Lưu Bình Nhưỡng, rồi đem ông Trương Quang Nghĩa, Lê Thành Vân, rồi cái hôm mà cái cổ thụ ở cái tòa án là nhân tối cao đấy, đường Lý Thường Kiệt đấy, có cái cây nó đổ ngang mà nó lại chĩa vào cái nhà tù Hỏa Lò. Không biết có nhầm gì không. Thế thì Nguyễn Đức có gửi về cho tôi những cái hình ảnh đó cho chuyện. Tôi nghĩ rằng là ông này chắc là đang đi vận động gì đó cho cái án oan hồn gì hả, rất mừng. Thế nhưng gần đây thì chúng ta thấy là rất nhiều những động thái lạ, những bài viết rất là kỳ cục, nhất là khi mà bà Loan làm cái đơn kiện hay là kêu cứu luật sư đấy, là bị Nguyễn Đức cho là giả tạo, không có cái chuyện đó là không được. Thì rõ ràng đấy, gia đình bà Loan từ mười mấy năm nay là bị camera theo dõi, tất cả những ai đến liên hệ muốn giúp đỡ hay là muốn tìm hiểu thì đều khó khăn. Các luật sư khác là muốn tham gia nhưng mà không thể vượt được cái niềm tin sắt đá của gia đình vào luật sư Phong. Họ chỉ trông chờ vào luật sư Phong thôi, và họ cũng là từ chối tất cả những cái sự giúp đỡ khác, kể cả vật chất và luật sư hỗ trợ pháp lý. Tôi thấy rằng là đây rõ ràng là có sự chỉ đạo, không phải là Trần Hồng Phong chủ động làm như vậy, mà Trần Hồng Phong có thể là bị Nguyễn Hòa Bình hay là cái thế lực ngầm nào đó nó chỉ đạo, và cao hơn có thể là cả tình báo Hà Nam. Vâng, thế thì cái câu hỏi này anh đang giải thích và cũng rất là thuyết phục, nhưng cũng lại nói về cái chủ đề này, lại có một cái câu hỏi rất là tế nhị lại được gửi về. Đó là sau 10 năm theo đuổi và sát cánh cùng bà Loan, nhưng chỉ có 2 tiếng đồng hồ được cái quyền dùng cái thanh bảo kiếm và cái lá chắn để đứng ra bảo vệ, nhưng Trần Hồng Phong đã bỏ rơi gia đình nhà bà Loan, đã bỏ rơi cho Hồ Giải trông chênh bơ vơ giữa cái gọi là phiên tòa, nhưng không được đứng ở đấy mà gọi là tù nhân ảo, bởi anh ta đang còn ngồi ở trong tù mà dưới sự quản lý của chính Bộ Công an. Như vậy nhận bản án tử hình vắng mặt này, lại vắng mặt cả luật sư bào chữa mà không một lời giải thích. Như vậy được cho là có phải luật sư Trần Hồng Phong đã bỏ rơi ngoạn mục thân chủ của mình khi bị y án tử hình vắng mặt mà anh ta không một lời giải thích, mà được cho rằng cái án tử hình này nó không khác gì án của một cái tên phản quốc. Vâng, câu hỏi này anh có thể lý giải là anh luật sư Trần Hồng Phong cứ cho rằng anh ta là luật sư thật đi, bào chữa cho Hồ Giải thật đi, nhưng tại sao anh ta lại nhảy dù ngoạn mục ra cái chỗ khác để anh Hồ Giải vâng nhân một cái bản án. Vâng, xin mời anh chia sẻ. Không phải nhảy dù, mà anh ta làm cái nhiệm vụ đứng phong. Làm nhiệm vụ là theo dõi gia đình bà Loan, tôi nói thẳng như vậy.
bởi vì là bao nhiêu năm nay là đáng nhẽ là một luật sư hỗ trợ pháp lý thì ít ra cũng phải là đòi được gặp thân chủ của mình, nhưng mà với cái danh tính của mình là luật sư hỗ trợ pháp lý thôi thì làm sao được gặp, không được phép gặp là đương nhiên thôi. Thế còn trong cái tình thế hiện nay thì anh ta cũng đang nghe ngóng, tôi nghĩ rằng là anh ta cũng đang lo sợ không biết thế nào. Phiên tòa tái thẩm mà được mở ra thì là sự thật nó sẽ phơi bày thôi, nhưng mà không biết có tái thẩm hay không, mà có lẽ cũng không cần tái thẩm nếu mà các cái quan chức trong cái bộ tứ trụ rồi là bộ chính trị trung ương đảng có thể là ra quyết định là thải ngay, không cần phải qua ai cả, ông Lê Minh Chí ở trong tầm tay không đấy, nhưng mà chưa có cái động thái nào, chưa có một cái cớ nào để ông ra tay khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chưa cho phép đánh án. Tôi nghĩ là chưa cho phép đánh án. Cái vừa rồi cái vụ bảy vào ấp một Nhị Thành ấy, là điều tra ra là xác minh lại những cái nhân chứng ngoại phạm của Hồ Duy Hải đóng tang Hồ Chí thế thì cũng chỉ là rung trà cho cá nhảy thôi. Tôi không biết là anh Chí có bố trí cục xin lỗi cái vụ 17 vụ hạ vụ 7 hay vụ 12, hai vụ này có chức năng là đánh án, nhưng mà không biết là có điều tra gì không hay là có cái. Mà có khi lòng biết hết rồi. Vâng, tôi thì là nghe loáng thoáng, nghe hơi nổi rõ thế này anh. Tức là theo như cái đơn mà anh hướng dẫn cho nhà bà Loan, nó hoàn toàn trên căn cứ của luật pháp, hoàn toàn trên cái cơ sở là luật tố tụng được nhà nước bảo hộ, được luật pháp bảo hộ. Nếu như căn cứ vào đó, bà Loan bây giờ viết cái đơn đó để đi đòi người, đấy là cái căn cứ thứ nhất. Cái căn cứ thứ hai là anh Đinh Vũ Thường đã làm đơn tố cáo gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cái căn cứ thứ ba là cái biên bản làm việc của vụ 7 đối với 7 nhân chứng ở xã Nhị Thành đã chứng minh hùng hồn rằng Hồ Duy Hải không thể là Tề Thiên Đại Thánh cùng một thời điểm để cùng có mặt ở đám tang ông Tư Lan và cùng có mặt ở bu của cò voi để ra tay sát hại cô hai cô gái, và còn nhiều chứng cứ khác đã khẳng định rằng anh Hồ Duy Hải của chúng ta không hề liên quan sự có mặt đến bu của cò voi, và những chứng cứ này đủ là cái bằng chứng để không cần phiên tái thẩm, mà đủ bằng chứng để vụ 7 và vụ 12 người ta khởi tố vụ án là cố tình làm sai lệch hồ sơ của vụ án, và như vậy chắc chắn sẽ không có phiên tái thẩm và chỉ có một cái phiên là gì, truy tố cái tội của những người cố tình làm sai lệch hồ sơ của vụ án. Và lúc bây giờ anh Hồ Duy Hải lại là nhân chứng sống để chỉ mặt điểm tên những ai đã tra tấn anh ta ở trong tù, những ai đã dựng lên một cái bộ hồ sơ giả và một cái bộ hồ sơ tưởng tượng như thế. Thì theo quan điểm và cách nhìn của anh thì anh đánh giá liệu có xảy ra tình huống đó không ạ? Tôi nghĩ là này, là ngay cái chi tiết mà vụ 7 đã tìm ra được cái nhân chứng ngoại phạm Hồ Duy Hải không liên quan đến bộ của voi đấy, thì với cái quyền hạn của mình đấy thì ông Chí có thể ra lệnh là bắt ngay Nguyễn Hòa Bình, bởi vì Nguyễn Hòa Bình vu khống Hồ Duy Hải là vào vu cục rồi ngồi cạnh cô Hồng rồi là sờ soạng, lại sờ soạng trước mặt con Vân là người quen trên xe buýt, nhưng mà vào vu cục lại sờ soạng thế nào. Tôi nghĩ chỉ cần chi tiết này thôi anh đủ bắt ngay Nguyễn Hòa Bình rồi. Thế nhưng mà làm sao có chuyện đó xảy ra? Cho nên là cái này hình như này liên quan đến câu hỏi của ông Đỗ Văn Đương là Hồng đẹp hơn hay Vân đẹp hơn, có đúng anh? Chúng nó một ruộng với nhau cả. Nó không không đương nhiên mà ông Đương lại vào trong trại giam lại hỏi và Hồng đẹp hơn hay Vân đẹp hơn để chứng tỏ một điều là thằng Hải là nó quen cái Vân, nhưng vì nó thấy cái Hồng đẹp hơn cho nên nó lợi dụng nó sờ phát cái đã rồi quen Hồng tính sau, quen Vân tính sau, đúng không ạ? Có thể xuống ngay là Đỗ Văn Đương luôn, tiến sĩ luật gì mà nham nhở thế.
Và thế này có lẽ là anh Hoàng anh Kiêm ạ, câu chuyện giữa tôi và anh nếu như cũng theo dõi cái vụ án này cũng đã lâu đã nhiều và đồng hành cùng quý vị khán thính giả, và tôi hiện có hiện đang nhận hàng ngàn câu hỏi của quý vị khán thính giả mà không biết là nhờ ai trả lời hộ, thì có lẽ là chỉ còn là tôi và anh thôi, bớt chút thời gian dành riêng cho gia đình thôi, thì vì sự hy sinh, vì sự cao cả, vì sự cống hiến thôi, thì anh bớt chút một thời gian, tôi bớt chút thời gian, mượn câu hỏi của quý vị khán thính giả nhờ anh trả lời. Và nếu như vậy có lẽ phải hàng hàng mấy chục tiếng đồng hồ hoặc là hàng trăm tiếng đồng hồ mới có thể lý giải hết những cái câu hỏi và những vướng mắc này. Bởi cái vụ án này nó đã đi qua 13 năm, nó kéo dài, hiện tại phải có đến hàng mấy xe ô tô tài liệu, và như vậy để phân tích được, mổ xẻ được chắc không phải 1 tiếng, 2 tiếng, 1 ngày, 2 ngày mà xong, đúng anh? Và như thế là cái thời lượng hôm nay đang đàn buổi đầu tiên giữa tôi và anh cũng đã gần 1 tiếng đồng hồ, và thời lượng thì không cho phép nhiều, và như vậy nếu như giới hạn ở mỗi một buổi thì cần từng này thời gian để chia sẻ đến quý vị khán thính giả, để chia sẻ cùng những cái đánh giá, nhận xét và đi cùng với thời gian cùng với anh Hồ Duy Hải. Thế thì ta tạm thời chấm dứt cái buổi đàm đạo hôm nay ở đây với cái chủ đề là hỏi nhẹ đáp nhẹ và trả lời cùng những thắc mắc của quý vị. Thế thì anh có thể là cho một cái câu cuối ta kết thúc ở đây và gửi đến quý vị khán thính giả lời chào, và hẹn anh ở rất là nhiều buổi sau anh sẽ tranh thủ và chia sẻ cùng tôi được không ạ? Vâng, xin mời anh ạ. Thưa anh Thanh và cộng đồng mạng, thì nói thật ra là 3 tháng nay là tù túng trong nhà, chân mỏi gối tròn, đau lưng, và cái bệnh mất ngủ đấy là tôi đã bị kéo dài là từ sau bên giám đốc khẩn đến nay là không ăn không ngủ. Lúc nào cũng thương cái thằng bé nó bị cúm trong tù, tắt tóc cạo râu hay là đi nhở đi tái đấy là phải chờ giám thị nó vào nó mở còng cho mới đi được. Vâng. Mà khát khao duy nhất là được đi bách bộ trong cái phòng gian chật hẹp đó, tối tăm đó, mà mười mấy năm rồi không có ánh sáng trong môi trường ẩm thấp như vậy, thì tôi nghĩ rằng Hải sẽ mắc rất nhiều chứng bệnh. Phần lớn những phạm nhân khi ra tù đấy là bị cùm kẹp như vậy đấy, trước hết là không đi lại được, không tự đi lại được, cơ nó teo, xương khớp nó thoái hóa, thế rồi là mắt thì cái võng mạc điểm vàng hay gì đó nó bị thoái hóa, và 5 năm sau là mù hẳn, không nhìn thấy ánh sáng. Thế chưa kể nó còn phát tác rất nhiều thứ bệnh, tiềm ẩn rất nhiều thứ bệnh như lao phổi, ung thư hay là những cái bệnh khác. Thế chưa kể cái chuyện là Hải nó còn minh mẫn hay không, tỉnh táo hay không mà làm nhân chứng sống. Tôi nghĩ là cái chế độ lao tù mà đặc biệt như vậy, với cái phạm nhân đặc biệt như vậy thì không tránh khỏi đâu. Những nguyên thủ quốc gia còn bị bệnh lạ nữa, sao mà tin được. Thế thì cuối cùng hôm nay nó chỉ sơ sơ vài cái phát thảo về những động thái của lãnh đạo, động thái của nền tư pháp Việt Nam đối với đại tử tù Hồ Duy Hải, án oan Hồ Duy Hải. Những cái mấu chốt của chúng ta đấy vẫn là phải làm sao để bà Loan đấy, gia đình bà Loan đấy nhận thức được vấn đề. Cái mấu chốt của vấn đề là gì? Cái sức mạnh của mình là gì? Cộng đồng ủng hộ rồi thì không nghỉ lại được, mà phải tự mình. Pháp luật nó yêu cầu là phải nạn nhân tố cáo thì pháp luật mới giải quyết, mới thụ lý, mới hồi đáp. Thế mình không nói năng gì cả, mình nhờ người khác hay là trông chờ vào cái cộng đồng mạng, rồi cái hy vọng hão huyền như vậy, còn mình vẫn đi làm thôi. Mà tôi nghĩ là cái ngâm tôm này là còn khá tốt. Tháng 8 này chưa chắc đâu, ngày rằm tháng 7 sắp rồi, vòng nhân thì hy vọng. Đấy, nhưng mà thực ra mà nói là cũng chưa có một cái tia hy vọng nào cả. Thế cho nên là cái cộng đồng mạng đấy, nếu mà nghe được những cái ý kiến của tôi đấy,
hay là ở Long An đấy mà bà con nào có biết được đấy thì nên liên hệ với gia đình bà Lan giúp đỡ họ nhận ra vấn đề và cung cấp cái mẫu đơn ấy hay là cái bằng chứng ấy, cung cách để mà gửi đúng nơi kịp thời là tốt nhất. Còn bây giờ là viện kiểm sát nhân dân tối cao ông Chí bà Nga chúng ta biết rồi, sẵn sàng bênh vực và thảo với Hải, nhưng mà họ chưa có cái cớ nào để mà làm cái chuyện đó. Thế nhá, tôi không chỉ là phát qua mấy năm như vậy thôi. Vâng, rất là cảm ơn cái buổi đàm đạo hôm nay và rất cảm ơn ý kiến anh đã đưa ra. Tôi nghĩ rằng sáng mai tôi sẽ phát cái video clip này chia sẻ cùng quý vị khán thính giả, và tôi nghĩ rằng cái thông điệp này sẽ gửi được đến số đông và sẽ đến ngay và luôn với gia đình nhà bà Loan. Thay đổi đầu tiên là cái cách nhìn nhận về vấn đề xã hội, thay đổi đầu tiên là cái cách đánh giá và bước vào cuộc, và thay đổi một cái điều quan trọng nhất là hãy đứng ra bảo vệ chính con mình, chứ không nên bảo vệ những người đang đồng hành với bà Loan. Đó là cái điều và thông điệp tôi cũng như mong muốn, anh cũng như mong muốn. Và như vậy chúng ta tạm thời kết thúc cái buổi đàm đạo ở đây, và gửi đến anh lời chúc sức khỏe, gửi đến quý vị khán giả lời chào thân ái.